Hello mọi người, video này mình hướng dẫn bạn Clam Token BULL, Token Clam Minbuy, tổng cung là 900 triệu, HODL 1.700, đã phát sinh 5.000 lượt giao dịch. Bạn nhấp vào đường link ở phòng mô tả và sao chép cho mình URL này. Có được URL bạn quay trở về widget wallet nha. Trở về widget nhấp vào cho mình một dash. Bạn dán URL lên phần trên này. Nhấn xong để vào. Nhấp chọn giúp mình là BNB Smart Chain. Ok, mạng lưới Smart Chain, bạn sẽ claim ở phần claim and drop, những bạn buy thêm thì tham khảo ở phần buy, mình tối thiểu là 0.1. Bạn nhấp vào cho mình and drop nha. Thực hiện giao dịch min là 1.5, đã tăng lên khá cao. Ok, bạn nhấn vào chấp thuận. Sau khi thực hiện xong giao dịch, bạn nhấp cho mình dấu ba gạch bên trên góc phải. Nhấp vào con chắc nha. Xem qua thông tin về BSC và sao chép cho mình địa chỉ con chắc. Ok, có được con chắc rồi, nhấp vào giống ít để trở về. Nhấp vào ví của bạn. Nhấp vào bên trên góc phải màn hình. Bạn dán con chắc. Chọn thêm tiền mã hóa. Ok, mạng lưới nhấp chọn là Smart Chain. Dán địa chỉ con chắc vào địa chỉ hợp đồng nha. Và nhấp vào chữ dán. Book token BULL, số tập phân là 18, bạn nhấp vào làm xong. Ok, bạn đã nhận được 600 đồng token ha. Mình đã hướng dẫn bạn claim token BULL. Ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những video sau.